rồi. Đây nhá, cây nó còn đang có cả hoa đấy ạ. Chiều cao nó cũng phải tầm 1, 2. Anh ơi, cái này nó cũng phải tầm 4 mét đấy ạ. Em quay chi tiết cụ thể từng cây như này nhá. Anh chọn cây nào thì anh chọn. Hoa của nó đây, anh nhìn thấy rồi đúng không ạ? Hoa này là chuông vàng, là chuông vàng. Chứ nó không phải là Osaka đâu. Đây là cây hoa chuông vàng anh ạ. Nữa là gốc ạ. Anh thấy là tất cả các cái cây ở đây là đều ở trong bầu vải rồi, cho nên là vận chuyển thoải mái đi, đảm bảo vì là nó trồng trong bầu vải rồi chứ không phải bây giờ bắt đầu mới đánh đất. Cái gốc này đường kính của nó chắc cũng phải tầm được 5-6 ấy, hơn ấy. Đấy. Thân thì cũng tương đối thẳng. Cây như này, cây này thẳng băng luôn ạ. Đấy, như nó gốc là bé hơn. Anh thích lấy cây to thì lấy, mà lấy cây bé thì đấy. Đây số lượng những cái cây nhà em còn đấy ạ. Em thấy nếu mà tham gốc to thì cái gốc bên ngoài, cây ngoài cùng là to nhất. Còn nếu mà thẳng thì cái cây này thẳng này. Cây này thẳng đứng đẹp này. Còn cái cây kia là do để nghiêng thế thôi, về anh chồng nó đứng lên lên là vẫn đứng được. Đó. Còn đây là kiểu cây nó cao ấy, xong rồi gió máy mình không vâng, mình không đẹp siêu luôn. Không về trồng nó thẳng. Không cọc chống cho nó nên là nó hơi bị siêu ngang như này thôi. Cây nào cũng được luôn ấy ạ. Đấy, cái cây đầu này cũng đẹp này. Trà tán tròn đẹp này. Hàng này là dâm ủ đây lâu rồi, khoảng tầm chắc phải 5 người ấy, nên là đấy, yên năm, tâm ạ. Mấy năm rồi đấy, trong bịch hết đấy, trong bịch hết. Trong bịch vải của Trung Quốc rồi, thao về xé ra. Đấy, anh ưng cây nào thì anh báo em nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây chuông vàng hay còn gọi là cây hoàng yến á, mà cây trong bầu ổn định đảm bảo rồi. Cây cao khoảng tầm 1, 2, hơn 3 mét. Hoa đang hoa rất đẹp, tán Gốc to ạ. Gốc đường kính này hơn cổ tay nhiều ạ. Cái cây này thì chưa bằng đường cổ chân được, nhưng mà hơn cổ tay nhiều. 097 797 3535 bạn ạ. Cảm ơn bạn.